chết thì hết làm cái được vui. Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Em là Văn Tình đây, chuyên thi công nhà sàn bê tông trên mọi miền Tổ quốc. Thì sau những ngày thi công phần khung thì hôm nay anh em lại tiếp tục xây dựng và lắp đặt cái hệ thống lan can cầu thang. Ở cái video trước thì em có quay cái hệ thống cái bộ khung phần nhà và cái phần mái em đã bàn giao cho nhà chủ rồi. Còn lại cái phần lan can bê tông thì hôm nay em tiếp tục tiến hành lắp đặt và bàn giao nốt cho nhà chủ. Ở video trước các bác có thấy kỹ đấy. Đó, tiếp theo là cái phần lan can bê tông này. Thì đối với cái phần lan can bê tông này thì chi phí là khá là rẻ. Đó, rất hợp với mọi người, rất được nhiều người yêu thích nhá. Đó, trụ con song tròn đây. Toàn bộ là được lắp đặt về phía cầu thang đi lên kia. Đó. Đây được anh em lắp đặt đây, toàn bộ những con song này được đổ bằng sắt 6 hết nhá. Đó, còn cái thay lươn này thì cũng có anh em là buộc toàn bộ bằng hai sợi sắt 10. Đó, chạy song song đi lên kia. Rất cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó, cái phần này thì khả năng là một thời gian nữa em sẽ trở lại và sơn nhà cũng như là sơn toàn bộ lan can bê tông này nhá. Chi phí chỉ vài triệu trên một cái bộ khung như vậy thôi. Đó. Thì đối với phần lan can này thì em có rất nhiều mẫu. Ở cái phần những cái video trước các bác có theo dõi ấy, thì nó có rất nhiều mẫu lan can cũng như là hàng rào bê tông, phần cầu thang cũng như là phần trên, nó có rất nhiều mẫu để các bác lựa chọn. Đó. Còn xin chia sẻ lại với tất cả mọi người là cái bộ khung nhà sàn này một lần nữa. Đây là cái bộ khung nhà sàn bê tông một gian hai trái, có hệ thống 3 phòng ngủ. Đó, 3 phòng ngủ, một cái mẫu kẻ chuyền, có lắp đặt hệ thống mái tôn. Đó, mái tôn cũng như là mái phòng chống nóng. Đó, một cái nếp nhà sàn khá là đẹp, có địa chỉ tại xã Tân Hương, huyện Bình Tiến, Yên Bái nhé. Đó, một cái nếp nhà sàn cực kỳ là rẻ. Tiếp theo là các bác thợ là tiến hành lắp đặt cái hệ thống khung nhôm cửa kính. Sau khi lắp đặt xong thì em sẽ trở lại sơn vân gỗ, sơn giá gỗ lên cho bác chủ nhà. Đó. Và ở phía dưới này là toàn bộ đây. Các bác thợ cũng đang tiến hành đổ xây và đổ cái phần dưới gấp sàn. Đó, với cái tổng diện tích là 90m², có cả phòng ngủ cũng như là hệ thống phòng khách, hệ thống bếp ở đằng sau kia. Đó, với cái diện tích như vậy thì cũng đầy đủ công năng và tính năng sử dụng cho một cái gia đình 6 người nhá. Đó. Thì em chuyên thi công nhà sàn bê tông cũng như là sơn giả gỗ, lan can, cầu thang. Đó, các bác nào có xem video thì có nhu cầu thì cứ alo cho em Tình nhá. Đó, em thi công trên mọi miền Tổ quốc luôn. Đây em sẽ quay lên phần trên cho các bác thấy kỹ hơn cái phần lan can này. Đó, hệ thống cầu thang đây. Hệ thống cầu thang cũng được lát đá toàn bộ bằng đá nhá, đi khá là êm chân. Đó, toàn bộ những cái tay lươn này đã được anh em bố trí hai sợi sắt 10 nhá, khá là chắc chắn luôn. Đó, từ đây các bác thấy toàn bộ đây, hai bên là con song, bộ con song vuông. Là em chân nhé. Bác nào có nhu cầu các lô chân Tình nhé. Đó, không gian ở phía trên đây. Như em chia sẻ là cũng ở video trước. Ở video trước thì cũng chia sẻ với mọi người rồi nhưng mà chưa xây phòng cũng như là chưa ốp lát. Thì hôm nay em chia sẻ thêm. Đó, về phần nhôm kính cũng như là
lan can ở phía trước, đằng trước kia sẽ ngày mai sẽ tiến hành lắp đặt nhé. Và thợ tiến hành lắp đặt. Đây là không gian phòng khách ở đằng này. Này không gian của ba phòng ngủ ở đây nha các bác. Đó. Ở đây đủ tính năng, công năng sử dụng luôn. À đây bác chủ nhà đây. Đó. Đó, và đây là phía không gian ở phía trên đây, một cái mẫu kệ truyền khá là đẹp. Đó. Bạn nào ưu ký về đội thợ nhà sàn Tây Bắc thì cứ alo cho em tin nhé. Đó, tiếp theo thì anh em sẽ di chuyển đến một công trình khác và tiến hành một cái công trình mới. Đó, các bác ở video tiếp theo nhé.